tối 15 tháng 10, Công an huyện Lương Tài và Ủy ban Nhân dân xã Trung Kênh phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thôn Tháp Dương. Dự buổi thực tập phương án có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài. Tình huống giả định, vào hồi 19 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2024, tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu ở thôn Tháp Dương xảy ra cháy. Tình huống phát sinh do sự cố rò rỉ khí ga tại khu vực bếp trong quá trình chủ quán đang nấu ăn. Đồng thời, tại khu vực tầng 1 xảy ra sự cố cháy do bếp ga mini khách đang sử dụng bị rò rỉ gây cháy, khiến một người bị bỏng, khiến khách hàng hoảng loạn. Ngay sau khi sự cố phát sinh tại khu vực bếp, chủ quán đã sử dụng 2 bình chữa cháy để chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do số lượng bình chữa cháy ít, để lâu ngày chưa được bảo dưỡng nên chữa cháy không hiệu quả, không dập tắt được đám cháy, dẫn đến đám cháy phát triển to hơn và cháy lan ra xung quanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc. Đồng thời, tại khu vực bàn ăn, do khách hàng đã trong tình trạng say xỉn nên khi xảy ra sự cố bị hoảng loạn, bỏ chạy làm đổ nồi lẩu trên bàn ăn vào người, khiến một người bị thương, dẫn đến đám cháy nhanh chóng cháy lan vào bàn ăn và các vật dụng xung quanh. Khi phát hiện sự cố cháy, người dân xung quanh lập tức bấm chuông báo cháy của Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, gõ kẻng báo động và gọi điện báo cho Công an xã Trung Kênh, đồng thời hô hoán mọi người triển khai chữa cháy. Người dân nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại gia đình đến hỗ trợ chữa cháy, song do đám cháy đã phát triển lớn, nhiều khói khí độc nên không thể tiếp cận, chữa cháy không có hiệu quả. Nhận được tin báo cháy của người dân, sau 5 phút, lực lượng phương tiện của Ủy ban Nhân dân xã Trung Kênh đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, di chuyển tài sản và chữa cháy. Song do đám cháy xảy ra nhiều khu vực đã lan rộng, lực lượng phương tiện của Ủy ban Nhân dân xã không thể xử lý hoàn toàn đám cháy. Nhận thấy tình huống phức tạp có thể cháy lan gây thiệt hại đối với nhiều gia đình, chỉ huy chữa cháy báo cáo Công an huyện yêu cầu chi viện của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Sau khi nhận được thông tin báo cháy, Công an huyện Lương Tài điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Sau hơn 10 phút chữa cháy và chống cháy lan, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Buổi diễn tập diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, đúng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là tận dụng 5 phút vàng và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn khu dân cư. Nhân dịp này, nhiều lượt tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Kênh tặng giấy khen.